Transfer Market thời điểm hiện tại là website khá nổi tiếng của Đức về dữ liệu bóng đá và thông tin cầu thủ. Điểm nhấn nổi bật của trang web này là việc định giá cầu thủ trên toàn thế giới dựa trên nhiều yếu tố tác động. Theo thông tin mới nhất từ trang này, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo được định giá với con số là 75 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với Lionel Messi, anh có giá lên đến 140 triệu euro. Đáng chú ý, mức giá của Ronaldo chỉ ngang bằng với Romelu Lukaku. Ngoài ra, Ronaldo cũng kém Paulo Dybala khi tiền đạo người Argentina được Transfer Market định giá 85 triệu euro. Do không hài lòng với cách định giá trên, nên Cristiano Ronaldo đã xóa bỏ và ngăn không cho Transfer Market theo dõi mình trên Twitter. Thông tin này được chính Transfer Market xác nhận. Ở trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup đêm qua, Mikel Arteta đã trao cơ hội ra sân cho khá nhiều cầu thủ trẻ và những người thường xuyên phải lau ghế dự bị. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn ra mắt của trung vệ Pablo Mari, người mới vừa được Arsenal mượn từ Flamengo hồi tháng 1. Cùng với David Luiz, Pablo Mari đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Với chiều cao 1m93, trung vệ người Tây Ban Nha đã làm phá sản ý đồ chơi bóng mộng của Portsmouth. Bên cạnh đó, anh cũng thể hiện khả năng phát động tấn công ấn tượng. Sau trận đấu, Pablo Mari đã tạo nên cơn sốt với các cổ động viên Arsenal. Trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều cổ động viên Arsenal đã kêu gọi đội nhà nhanh chóng mua đứt trung vệ người Tây Ban Nha. Mùa giải trước, Pablo Mari đã thi đấu ấn tượng trong mùa áo Flamengo. Anh giúp đội bóng này giành chức vô địch Nam Mỹ. Được biết, Arsenal có đính kèm điều khoản mua đứt trung vệ này vào cuối mùa giải. Vào cuối tuần qua, David De Gea trở thành tâm điểm chính khi mắc một sai lầm ấu trĩ và hết sức nghiệp dư khiến Man United phải nhận bàn thua trước Everton. Mặc dù thủ môn người Tây Ban Nha đã cố gắng sửa sai với những pha cứu thua, nhưng anh vẫn phải nhận vô vàn chỉ trích sau trận đấu. Theo thống kê của Alta, đây đã là sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 7 của De Gea tính từ đầu mùa giải trước đến nay. Thống kê này chứng minh sự sa sút đáng báo động của ngôi sao 29 tuổi. Daily Mail tiết lộ, tuy người gác đền 29 tuổi vẫn giữ được suất bắt chính, nhưng nếu từ giờ đến cuối mùa giải, David De Gea tiếp tục mắc lỗi, thì anh phải đối diện với nguy cơ lầu ghế dự bị rất cao. Cũng theo tờ báo này, Manchester United đã lên kế hoạch thỏa thuận với Dean Henderson cùng với người đại diện ngay trong tháng 3. Thủ thành 22 tuổi đã có những bước tiến vượt bậc khi được đem cho Sheffield United mượn. Với Dean Henderson, Sheffield United chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 25 bàn thua và là hàng thủ tốt thứ nhì ở Premier League, xếp sau Liverpool. Thủ môn này cũng đã lọt vào mắt xanh của thuyền trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate. Chính vì lý do trên, người gác đền 22 tuổi sẽ xoán đi vị trí bắt chính tại Old Trafford nếu như David De Gea không lấy lại được phong độ. Vào hôm qua, Daily Mail đưa tin UEFA đã tổ chức cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức Euro 2020 tại 12 nước châu Âu. Trọng tâm của cuộc họp là tìm ra các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở các nước châu Âu. Không hề có bất kỳ mối đe dọa nào với các trận đấu tại Euro, UEFA cũng đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới để theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh. Chúng tôi khẳng định các trận đấu sẽ diễn ra theo đúng lịch trình đã định, người phát ngôn của UEFA nhấn mạnh. Hiện tại, dịch Covid-19 tại châu Âu có những diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở Italy. Bóng đá nước này phải chịu những ảnh hưởng đầu tiên từ dịch bệnh khi phải hoãn 5 trận đấu tại Serie A và trận chung kết cúp quốc gia Ý. Thủ thành Sampdoria Josh của Mường Thông United mới đây đã tiết lộ hai yếu tố quan trọng giúp anh được trao cơ hội chiếm lấy vị trí số 1 trong khung thành của Mường Thông United. Trả lời trước truyền thông, Sampdoria cho biết: "Tôi được học hỏi từ cha mẹ tính kiên nhẫn và luôn chăm chỉ. Tôi rất vui sướng vì công hiến của mình đã mang lại kết quả tốt đẹp cho đội. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa để được suất bắt chính và đặt sự tập trung vào từng trận đấu thay vì một mục tiêu cá nhân nào đó", Sampdoria nhấn mạnh. Sampdoria là cựu thủ môn của U23 Thái Lan dưới thời kỳ Altisak. Thủ thành 26 tuổi không tìm được suất bắt chính ở Mường Thông United và thường xuyên được cho các đội bóng ở Thái Lan mượn. Bước vào mùa giải năm nay, Sampon chỉ là sự lựa chọn số 2 sau Văn Lâm trong khung gỗ của đội chủ sân SCG. Tuy nhiên, phong độ giảm sút hiện tại của người đồng đội đã giúp Sampon được nắm bắt. Trong hai trận đấu gần nhất được giao suất bắt chính, Sampon Josh đã chơi cực kỳ ấn tượng và giữ sân lưới. Với việc dẫn đầu về kiến tạo ở AFC Cup, tiền vệ Trần Phi Sơn đã lọt vào danh sách bầu chọn 5 cầu thủ chơi hay nhất vòng đấu vừa qua. Trang chủ AFC nhấn mạnh, dù những thành tích đạt được của công Phượng đang cực kỳ ấn tượng, nhưng tiền vệ Trần Phi Sơn mới là niềm cảm hứng cho các tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú hat-trick kiến tạo của Phi Sơn trong chiến thắng 3-2 của Thành phố Hồ Chí Minh trước Hougang United đã giúp tiền vệ người Hà Tĩnh vào danh sách bầu chọn của AFC. Đáng chú ý, công Phượng không hề có tên trong danh sách này. Theo thống kê của AFC sau hai trận đấu, Phi Sơn chạm bóng gần 140 lần với tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến hơn 80%. Được biết, với thể thức bầu chọn dành cho người dùng truy cập trang tin của AFC, Phi Sơn đang đứng thứ hai với 22% bình chọn. Cầu thủ đang dẫn đầu là Ahmed Ersan với tỷ lệ 70%.